Chắc ông Rocky á. Có thể. Ông Rocky đúng rồi, rồi. Đúng rồi, không á. Không biết nữa, chắc không phải đâu. Anh mới lắm đồ, cho anh lắm đồ. Anh lắm điều cho em cây big kill ấy. Anh mới lắm đồ cho em có hết được rồi. Cho em cái golden quét đi. Anh đồ làm gì? Ở trong cái cây thì em mở thùng 40. Anh muốn cho em cho. Anh muốn cái bạc giùm em hay anh em. Anh vừa nó thích bây giờ. Anh nó vừa nó thích đúng rồi.